lại là cuối tuần. Đây bầu luộc rau sống giấm chao mà bị mỡ ăn mặn kìa. Rồi còn mấy món nữa. Minutes later. À, nãy nãy ô tô vậy. Đây, món trứng là khó rồi đó. Nè, ta chỗ với đồ chỗ đầu bếp chú chú này đây. Còn cái trái cây không? Đoạn đường ăn chay nhẹ muối cho nó hết mùi mà đi. Món ăn nữa. Đây. Cánh gà chiên giòn cộng với lại là trứng chiên, rau xào. Thôi chừng cái ly. Đâu? Nước tương với lại nước lọc. Gì kỳ ấy? Cái gì vậy? Cái gì vậy Bún? Nhưng mà Bún nó ăn được cơm với nước tương là hay vậy? Giỏi vậy. Trời ơi. Yeah. 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 Hôm qua đèo, hôm qua đèo bị chiếc xe tải tầm rớt xuống rồi sao nó bắn cái gì vậy? Vui đi, vui đi. Ở mâm ở trên này là những người có tuổi. Quay nè, quay bún nữa nè, quay cái tẩm này đang ăn kìa. Ôi, ôi, bún kìa. Cánh gà kìa. Có cánh gà. Vô đi, vô. Sáng có nhúng nó xuống hồ bơi chưa? Gắn gì con này cầm đũa lên nè. Đổ nó qua. Ui cái này tôi lên đi. Ngon không? Để nó đũa khác lên vậy á. Lấy miếng chanh mặn vô đây cái xong. Chà, có cái gì chỗ nào cái chơi gì bỏ. Rồi vô anh Từ á. Bỏ vô trong máy vậy. Đụng ra đi. Rồi vô là đây nha. Rồi bỏ vô cái dĩa, lấy cái chén nó đựng xương. Lấy miếng cao. Rồi rất hoài. Lấy miếng cá hồi bỏ vô cái dĩa trứng luôn đi. Rồi đưa bỏ trong đó cho ta, trong nghe không? Lấy hết cá hồi bỏ vô lấy. Rồi, đây là món cá hồi. Còn hồi cá bớp, cá chim nữa, cá hồi đuối nữa. Cá hồi phi lê. Rồi, cá hồi phi lê. Chấm nước tương. Bây giờ ăn sao? Gấp lên ăn. Rồi, thử đi. Còn có cái dầm dầm này. Đó, dầm ra đi nhá. Ra, dầm cái là hết. Con ăn đi, con một miếng thôi nha, con đừng ăn nhiều. Con không tính hả? Ê. Hôm trước con nhiều quá là con bụng thôi đó. Không có tốt không? Ăn chảy rồi. Xé nó lên rồi bây giờ tới cậu ba đó làm gì hết gì cậu ba nó chưa ăn được đâu sao kỳ á làm sao làm cái mới ăn được ờ đó tưởng con là không ăn chứ vô rồi biết ăn cái lên ngon được mày cho nó tốt nó là hai đứa đang đau đầu với đau đấy. Quên nữa, có giờ đánh lừa đây. Rồi, chưa đủ nữa, chưa đủ đô thì chơi thêm nè. À, Quỳnh Hoa nói là chưa có đủ độ cay cho nên là chơi thêm vô. Quậy lên. Ba làm biết cái gì ba? Để từ từ. Xưa với giờ nó ngon nè. Rồi, giờ thử lại miếng cây nữa thôi. Thử lại. Dùng ba thử. Rồi ok, giờ đến ba đúng không? Ba cho nó nằm trong ngủ hó. Nhúng vô giống như giặt đồ với anh, giặt qua lần lại ra quay quay giống như máy sấy vậy đó. Rồi, bắt đầu thử nha. Cho ba đổ luôn. Cho ba đổ kìa. Thôi đừng có chén vậy nó nhiễu. Rồi.
Quét 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 quét. Vô. Vô. Có xì quay bên kia nha. Sao giờ cảm giác sao? Đường nồng lên sao? Đang nồng lên. Vậy là khó lượng tay rồi. Vậy là ok không? Ngon không? Cảm giác nó ngon. Cảm giác nó nồng, cay, béo à. Không phải già như mấy kia. Mềm 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 mà. Rồi giờ hấp miếng bi nữa đi. Xăm thử cái đi xăm. Nó ngon. Lấy đôi đũa cho anh xăm nó kìa. Con này nè. Rồi chờ người thứ ba thử. Còn thử miếng rồi. Đó anh hai thử rồi. Em ăn nãy giờ nha. Anh hai. Đảo qua đảo lại rồi. Liếm vô, để đỏ liếm rồi nó cay rồi nó cà rồi. Đúng vô. Nó liếm không nhớ mà là cay à. Đây ăn mà đây ăn mặt lên nó kì hả? Đâu cảm giác đâu? Kẻ con. Câu trong mặt. Đóng cửa ra lét là gì? Ngọt. Ngon không? Dùng mình. Rồi đi thử luôn, đây thử luôn, lấy một miếng, đụng vô. Cái này á, cô Đạt á là ăn... Phải quậy, quậy, quậy giống như dập đồ nè, quậy, quậy giống như dập đồ nè, đó. Chắc nằm. Đó, đó, đó. Đây là cũng nhằm sáng chế cái món này nè. Thì vô. Y như, biểu cảm 2 năm. Tắt rồi, tắt rồi. Đúng sao? Nó đang quay. Ok. Rồi quá. Ngon béo, cay cay ra luôn mũi. Đủ cơm. Rồi vô cái này. Rồi. Đã được rồi. Rồi thôi vô, mấy đứa nhỏ bắt trước nha. Chống chỉ định bắt trước mà làm ở nhà mấy cái này phải có người lớn mới được. Ok nha. Dạ con. Đây là người lớn rồi. Không ăn miếng nữa ăn gì? Mẹ cho 2 miếng. Rồi nó không thấy cái hình riêng luôn à. Rồi à chậm lâu quá. Ví dụ mua đông vậy nè là mỗi người ăn 1 miếng. Thì sao kêu không dám mua? Cái này không nên ăn nhiều. Đúng rồi, ăn nhiều bị xé đó. Ăn cho nhiều quá. Ăn thôi. Ăn 2 miếng được rồi. Cái này là tại ấy lên miếng tại ấy á. Nếu mà có khi thì quay qua sông lớn nha. Đang quay đó. Đang quay. Đứa che lại đi quay qua sông lớn. Đang quay á. Đang lên tới ấy quay ngược lại. Đang quay. 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 Chữ ngon này. Cái này nó đúng là gì? Có muốn thử không? Sao lại gì? Rồi bây giờ tới ông Bun, người đã có tuổi thử rượu sushi. Cái món kìa, bia. Là bia kìa. Bia kìa. Bia bia. Bia kìa. Bun ăn Bun. 1 hour later. Sẽ về đi coi. Trời ơi, rồi bây giờ là nãy giờ là mới khởi động thôi, bây giờ mới bắt đầu là tiết mục đánh cờ tướng. À, đánh cờ tướng. Đánh cờ tướng là lên sao cho đủ mỗi người 16 con. 5 chốt 2 ông pháo tướng sĩ tử xe phó mã là đủ 16 con là về nha. Rồi đây 16 đó là 64 lon. Ok nha. Đây hàng chốt rồi đó. Hàng chốt. Bắt đầu khui chốt thứ hai. Ôi sợ. Ê khui con chốt cái này. Đây hả? Sợ. Sợ đúng không? À. Thì điện hỏi coi khui gia đình sao tính dự định có lên hay không mà nào lên để biết rồi dạy cái gì đâu. Khui con chốt thứ hai đi anh. Rồi, mỗi người đã được 2 con chốt. Không bây giờ là sao? Bây giờ ăn trứng đúng không? Ai ăn? Bây giờ em ăn hay ai ăn? Em ơi. Ủa sao vợ em cũng đòi ăn trứng mà? Đâu, đâu. Nhưng mà bây giờ ăn trứng này là phải cẩn thận. Cẩn thận chút. Đập cho nó nhẹ chút, đập kiểu đó thấy thốn quá mẹ. Đập bể, đập. Phải nâng. Em có nghe cái câu nói nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa không? Nhưng mà trứng mà đập bóp 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 nó thốn chịu nổi không? Nói chung là anh không nghe ta nhưng mà lật. Là có, là có là được rồi. Là có là được rồi. Phải ở giường mà nó đi đắp chơi á. Có giường hả? Ủa? Trời ơi, quay quay lại là trứng nó chưa tiêu rồi. Ông tính tìm làm thêm nước nữa lâu rồi. Lâu lắm. Đây nè, đó. Cái này nó là gót này, cái này là cực kỳ đúng rồi, đúng không? Là gót. Đúng chính xác luôn. Lòng đào luôn. Ồ mẹ, ngon quá vậy.
Ủa nãy giờ mấy trứng rồi? Là một trứng mới có một trứng đầu tiên. Mỗi người làm cặp. Mỗi người làm cặp. Ăn cái đó mà ăn cái này nữa thế là bụng nó đóng đó lạ. Cái đặt cái đem lên. Cái nhỏ này nó đứng nói diễn hài rồi. Hai con nước nó đánh là tính chưa? Rồi bây giờ tới em. Hồi nãy anh nghe nói là em đòi ăn trứng. Đúng không? Mày giờ hết trứng rồi. Sao hết trứng? Ba, anh nó là cốt mà. Nè, sao vợ em nó hết trứng? Đâu đem vô tại vì nó làm gì làm cũng phải còn một cặp chứ. Vậy còn cặp chứ đâu còn ai còn trứng. Nhưng mà lưu ý là đập trứng nó phải nhẹ tay, như đập kiểu nè nó hốn lắm. Không trứng à. Thôi rồi vô đi. Đầu năm nói chuyện xàm xí. Vô. Rồi anh từ. Anh Từ năm nay là anh cũng ôm ấp dự án lớn lắm rồi với Tây Ninh. Nghỉ hưu sớm. Làm năm nay coi. Nghỉ hưu sớm. À, năm nay coi cái sao gì mà nó xấu quá. Năm nay trường là chè. Nói sáng nhỏ nhiều, Phi đi học. Nói là ra nhiều lúc như vậy là nó có cái đổi mới. Chứ không phải vậy, không có đâu. Nó phải có chuyện này rồi. Mới. Bài này đúng luôn mà bài luôn mà coi là giải luôn.